Vâng, Pancake và Permac là quân trong trận này. Ý quan trọng nhất hay là còn đột biến nhất là Persian và Parmesan thôi. Đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong trận này. Vâng, thế trận này em đưa về kiểu vâng Mark C đánh kiểu cùng AKFI, Mark Minh qua. Vâng, nhà đang là mình đang thấy kiểu đang có linh tưởng rằng cái bài Mark C này bài không hay răng. Vâng, một bãi vàng, hưu đầu đó thầy. Vâng, thấy thêm một vòi cho bài Macedonia này. Vâng, còn đây bài Persian của Chim Bang, một đội quân rất đang xem xong trận này. Còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc xem đột biến những thời điểm đầu tiên. Vâng, một vòi về và gỗ đầu không phải là quá xa. Không biết là bài Chim Bang thành hưu đầu chưa nhỉ? Vâng, như vậy Chim Bang báo về bài Persian này, bài Persian 3 qua. Vâng, em ăn cơm rồi chị Mai ạ. Xin chào giọng hùng. Fan cưng, à, không biết là chị Mai mất bao tiền để mua cái danh hiệu fan cứng này chị Mai nhỉ? Vâng, fan cứng. Một bài Persian mà dì Bang đang thấy rằng nhà rất nhiều quả. Vâng, con này con Pan thì tốt quá. Cực kỳ nhiều quả cho bài Persian này. Toàn bộ, rất tiếc khi toàn bộ cái quả này đang nằm vào khu góc 3 giờ. Một vị trí hơi xa nhà của Tây Úc, không thể nhường được. Vâng, may sao mang vật đang kịp thời tìm thấy cho mình một đợt hưu 7 hưu 5. Vâng, tạm thời thì bây hưu này thì giúp cho việc kích đời 2 của Chí Mạng sẽ ổn hơn rất nhiều. Vài pơ này mình đang dự rằng Chí Mạng sẽ đánh kiểu 25 nông dân thôi. Bởi vì vài pơ bài ăn rất nhiều quả. Vâng, như vậy là hưu này là quyết hưu mây. Hưu kép thì phải. Vâng, như vậy bài hưu kép cho Chí Mạng. Vâng, 25 dân và kích đời luôn, chúng ta vẫn đang có một vòi đưa về. Vâng, đây là bên này Tễu thì cũng đang làm một bài và thi thô. Vâng, Tễu đang cầu một vòi từ rất xa về. Cái vị thì khua chuột vừa rồi, 17-4. Vâng, giá như bài này mà kiểu loại quả bên mát nhà xi măng B sang rồi bài Maxi này tốt quá. Nhà Max C trận này mình đang có cảm giác rằng Tê có thể đánh theo kiểu hùng nhà. Vâng, bên kia như vậy là Pan và Pơ một cánh. Bên này sẽ là Max C và bài cầm Greg của Văn Hường. Max C và Greg một cánh cũng như Pan Pơ một cánh. Vâng, măng vẫn sẽ là bài kích khoảng tầm 10 phút không ít bài này. 3 dân đóng nhà. Sẽ là khoảng tầm 10 phút không sau. Vâng, lên đời xong ta cắt dân thần quả. Lực ăn hoàng vẫn đang còn là rất nhiều. Vâng, lên giáp. Một con đường rồi công giáp từ địa điểm khoảng tầm 10 phút 45 giây. Thì màu 5 của 98 với cảm giác như nào vẫn chưa ăn vàng từ bài bàn. Thời điểm vẫn đang còn rất sớm. Vâng, vẫn đang có giò rồi. Parmesan 98 cũng là người đã có giò. Vâng, măng đang có những phe phải rất nhanh và chọc vào bãi vàng này của gầm Pan. Mỗi vị trí đứng con giò mà những con nông dân của Pan thì duy nhất lần lượt từng cháo xông ra thôi. Măng đang soi thấy một con dân ít màu.
và nó sẽ phải nằm xuống. Một dân đã chết. Vâng, tiếp tục phải về kèn bẫy vàng, nhưng màu 5198 vẫn đang người nhanh tay hơn trong tình huống này. Giò 98 là con giò không giáp, không có giáp đến từ con giò Parmesan này. Một pha vé của Chí Mang. Vâng, lên đời xong và sẽ hai lần phát đều bên này. Tễu được xem liệu rằng cái lối đánh của Tễu trận này chọn ra sẽ gì. Vâng, một lờ có y hay sẽ là một lờ chuyển ngoa, khi mà bài Persian của Chí Mang thì vẫn đang khỏe và đang giành lợi thế trước con Pan của U98 bên kia. Và như vậy Greg của hai văn hưởng là nhà khung. Còn băng bên này Tham Lai 28 đang đi vào bãi vàng này của người Pan. Pan là bài 1L1A, nhưng liệu rằng vâng chỗ bãi gỗ kìa. Vâng, đấy rồi, Tếu đang cầu giờ đây rồi. Hai con đá công sáp đang lọt vào. Vào chưa nhỉ? Thôi thôi anh xin con sư tử. Một con sư tử nó đang khiến cho chúng ta không thể chém fit được 1598 trong tuần này. Con sư tử cực kỳ tai hại. Tình huống vừa rồi nếu không có con sư tử kia thì khả năng cao một Pan này sẽ fit khoảng tầm 10 dân. Và 10 dân Pan thì mình nghĩ rằng 98 vẫn còn lại duy nhất 3 con dân ăn vàng. Vâng, bắt đầu đen e ra chạy rồi. Bãi vàng của Pan đã mất. Vâng, tao này mang năng lượng 35. Tếu bên kia bị lọt nhà của Tơn rồi. Không quan trọng, bên này mang năng công vào nhà Pan cực kỳ sát. 1L1A đứng thứ 3 và chỉ mang năng chéo sang nhà cầm thích màu 2 có y tơ này. Màu 2 bài đã có y. Vâng, Tếu bên này tham lai 17 thôi, đang chuyển ngũ A. Một tình huống Pan đang tạt sang bên này. Cùng quay trở lại Xi Măng khi bài cầm Persian hoặc chém vẫn là công 2 thôi, nhưng lạc đà đang là rất đông tuần này. Vâng, bơm tất cả đồ số maxi của Tễu thì chúng ta chuyển sang con hoa maxi khỏe hơn. Vâng, đây là một tờ nằm chết thêm khoảng tầm 3 nông dân nữa từ bài cầm Pan này. Vâng, 1L1A đến từ Hoàng Vy Giang. Quan trọng nhất là Xi Măng sẽ không được để fit trong trận này. Đấy, có lạc đà thi đấu, thậm chí trận này Xi Măng đang giết cả hai nhà. Vâng, Greg của Văn Hưởng là bài đánh thâu y, nhưng chúng ta có Maxi của Tễu đang là người chuyển cung A hai ao của người cầm Maxi. Vâng, bắt đầu có những con y của hai đang di sang nhà Xi Măng tuần này. Vâng, Tễu bên này tham lai đã là 31. Một tình huống chúng ta mặc dù mất thang nhưng ngồi lại vẫn đang cực kỳ nhanh dành cho con bài Maxi này. Bắt đầu di cung A sang để bắt dần những con y của hai Văn Hưởng trong một bài mùa 2 đang khung nhà góc 12 giờ và đánh theo kiểu trâu y sau bài này. Vào tình huống mà y của Greg màu 2 mình nghĩ đã có một lượt chương đồng rồi. Nhưng đây là cũng là Maxi. Pan bên kia cũng là bài lại yêu. Bài Pan không khỏe. Vâng, mang tham lai 12 và đang giữ lạc đà đi quản lại nhà Pan. Khi thông tin nhận về thì Pan đang chạy thẳng xuống góc 6 giờ vừa rồi. Vâng, Persian thì việc thời điểm này chúng ta để mất tham cũng đều hiển nhiên thôi.
Thời điểm này thời điểm mà phút ra hai trong game rồi. Persian mất time cũng là điều dễ hiểu khi mà còn những con y của Rick đang chơi vào. Và hãy cùng chuyển qua máy của Tèo khi Tèo đang có tơ đường A mà màu hai vẫn đang xô vào. Mặc dù chiếc đồng một nhưng Quan đang bắn là cực kỳ rát. Ở nhà thì những cái mặt e này thì Tèo sẽ cần phải dơ ra cố thêm. Bởi vì thì dù gì bà bảo thì y những con y nó sọc e cũng là cực kỳ nhanh. Một nam đang muốn chơi vào mặt hàng bên bên dưới. Ba mươi xong đều. Vâng, ba bia sóc đều từ bài cái Maxe này. Vâng, tơ đi công kìa. Một tình huống mà y chỉ là y Maxe thôi, y Greg thôi. Không chỉ, mặc dù di chuyển nhanh nhưng nó nằm xuống cũng là rất nhanh. Vâng, gần vảy e khét. Giáp đã là giáp 4 và tầm xa đang là tầm xa 1. Một tình huống mà những con cung A đang phải rút lui. Lượng y từ hai phía đang khá đông của ngoài tơ này. Tếu vẫn đang cố gắng hít dần dần. Và tình huống tơ này khả năng chơi được. Chỉ cần giật những con bị xiên thôi. Con nào bị xiên chúng ta giật, và con nào không bị xiên chúng ta tiếp tục đứng lại thi đấu. Một tình huống đầu quân mình nghĩ rằng lượng quân, lượng y này nó đang rất mỏng. Tiếp tục nhồi thêm hoa lên chỗ này. Vâng, thông tin nhận về thì Pan cũng đang chạy dần vào trong nhà của người cầm Greg để hồi. Vâng, tham lại như vậy tham cân, nhưng Pan đang nở ra. Pan 15 đang người hồi, đến tu 98. Vâng, đấy rồi. Vâng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con hung dân của Pan Miran. Vâng, họ đã phải nằm xuống, vâng, 98 không biết gì cả. Hay hay, tuyệt vời, tuyệt vời. Bởi tình huống mà chắc Pan chết khoảng tầm 8 dân. Nó tương đương khoảng tầm 12 con dân của dân bình thường. Tèo sẽ cố gắng cơ cấu lên cho mình chặt gỗ 2 để chúng ta bắn được xa hơn, tránh việc y áp sát. Vâng, tham lai vẫn đang làm tư về tham lai chúng ta đang bị đỉ. Nhưng về thế trận chúng ta vẫn đang còn nguyên cửa. Thậm chí sau tơn bắt dân rồi tham lai chúng ta đang đè phốc lên. Sau tình huống mà U98 đang chết khoảng tầm 10 con ông dân, chính xác hơn là 8 dân của Pan. Nó tương đương với cả khoảng tầm 12 con ông dân của dân bình thường. Tạm thời chặt gỗ vẫn đang là chặt gỗ 1, nhưng đối đầu với những con y chúng ta nên kiểu giáp 4 trước. Một tình huống mà Tếu đang dí bằng quả tầm hơn một chút ngà mắc xây lên giáp 4. Vâng, sẵn gỗ phải về. Quan trọng là lượng gỗ chúng ta phải e được. Áp sát vào. Ba bị từ bài cầm rách nhưng từng này vẫn là chưa đủ. Phải là y kẹp quẩy chúng tôi mới lo cơ. Còn cái tầm y không này thì mút bùa. Vâng, ra bài này thực sự sở nhất ra bài mà kiểu văn hưởng lực khỏe lên quẩy chương 3 kẹp cùng thì cũng là hơi khê. Còn việc còn chỉ có một mình y như này thì tình huống này càng giật vào khe rừng. Hạt giật đứng lên dốc thi đấu. Con nào bị xiên chúng ta lùi, con nào không bị xiên tiếp tục thi đấu. Vâng, tên này bắt buộc phải đầu chúng ta, mặc dù chúng ta đang là mỹ vẩy bê nhưng không được run sợ. Một tình huống đầu quân mà như vậy là lượng y nó đang áp sát, nó đang xiên khá đâu. Vâng, không sao cả, chúng ta đánh chậm lại một chút, chờ đợi những tên quân tiếp theo. Lượng gỗ không cho không đủ, chúng ta làm những việc khác. Tạm thời chặt gỗ vẫn đang chỉ chặt gỗ một thôi. Tếu vẫn đang phải ép trâu quân trong bài này gì. Vâng, không sao đâu, đánh được thoải mái. Cung A nở ra nhanh không. Vâng, những tình huống tiếp theo Tếu phải di quân một cách chúng ta gọi là mắc bình hơn. Vâng, chiếc nhà BA thứ hai, à thứ năm mình cho bài Maxe này. Đánh đi Maxe lo gì. Không sao cả. Y của bài Greg này chỉ đi chiếc 1 thôi. Một tình huống mà y đang trải. Nhưng cung A đang trên một con sốc ảo khiến cho game thủ văn hưởng bên kia vẫn chưa dám gì. Vâng, liên tục cái áp lực lên dồn quân vào. Bắt màu hai phải đấu quân. Bao giờ là hai kích cung A thì Tếu mới dí sâu vào. Còn tạm thời cứ dí từ từ vừa đủ. Sẵn sàng từ thế dân vẩy bè. Vâng, ép màu hai này phải vác y ra thi đấu. Quan trọng rằng măng có hồi hay không thôi. Còn tham lai vẫn đang cân, mình nghĩ chúng ta không phải là đối hơn nhiều. Tham Maxi đang là 78. Vâng, 5-6 nhà BA vẫn đang gì đều.
Mình nghĩ rằng Tếu nên bỏ tơ lên cho mình cái chặt gỗ 2 không nhỉ? Hay sẽ tiếp tục vắt trâu quân ông bài này? Vâng, tơ đi công vẫn chưa dám đút sâu vào. Khi mà lo ngại rằng Văn Hưởng sẽ có khoảng tầm 2 tơ đi để bọc vòng. Vâng, đây là một tình huống mà Lượng Y này vẫn chưa đủ. Chắc chắn là Văn Hưởng đang còn tơ đi bên ngoài. Cứ đứng đây thôi, vâng, đứng thế cũng à tựa rừng. Vậy e không nhỉ? Một tình huống đầu quân mà được thì ăn cả. Và ngã thì chúng ta phải dừng lại. Và thường như là Lượng Y này, Lượng Y này vẫn chưa nhiều thì phải. Quan trọng là Lượng Y này vẫn chưa nhiều. Và chết sạch Lượng Y dành cho game thủ Văn Hưởng. Cửa thắng vẫn đang còn, thậm chí đang quay trở lại là cực kỳ mạnh mẽ dành cho bài Max C này. Tiếp tục gì thêm và đốt dần những nhà B này cho Văn Hưởng. Bắt buộc Văn Hưởng phải đánh tăng thêm những nhà B bên trong. Tham Lai đang cần. Vâng, Tham Lai bảo vệ đang rất cần rồi. Và dường như đang chờ cung giờ của năm dập về để bắt hay chăng. Tầm này thì mang nạp fit về chúng ta không xem may mang nhiều. Kích chặt của ai như hơi xịt khi lượng thực vẫn chưa đủ. Đây rồi, Parmesan đang giật cung giờ về bắt. Vâng, giết cung giờ trước, giật về sau với cung giờ trước là hợp lý. Vâng, Tếu vẫn đang có những pha hit đẹp dần. Nhưng cung giờ Pan nó vẫn đang khiến cho ông ta hơi khó chịu. Vâng, có đầu máu thôi thì phải. Tam Lai 62. Ba mươi bảy nông dân đến từ màu 2. Tếu vẫn đang là bài sóc đều quân tờ này và chúng ta vẫn đang cố gắng. Mặc dù thế trận bây giờ nó cần giống như kiểu 2v1, nhưng hy vọng bài Tếu bài khỏe, chúng ta vẫn cần được quân tờ này. Tạm thời trước mắt thì chúng ta phải đỡ được nhà trước tấn công của bên phía Kim TV. Khi mà khung giờ Pan cũng như là những con Y-Greg đang chơi vào. Vâng, khung giờ Pan đã đầu máu hay chăng? Khi mà một năm đang rất tự tin đứng lại thi đấu.